Tatia Hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 42. Cô à, nói thật, 我也不知道爸为什么突然做出这个决定。其实爸没有对你不满，真的。这两天为了一菲的事，他反而挺担心你的，说不定他是真的想帮你呢。说实在的，nói thật，我也不知道爸为什么。Em cũng không biết ba tại sao thu rảnh cho chu cho cái chuyện tình, bất ngờ đưa ra quyết định này. Thu rảnh, đột nhiên, bất ngờ. Chỉ sử ba mấy dụ tuy nị bu mạn, chân tờ. Thật ra ba không có bất mãn với anh, thật đó. Chỉ sử, thật ra, bu mạn, bất mãn. Trơ liền thiên quy là y phi tờ sự, mấy ngày nay vì việc của nhất phi. Trơ liền thiên, mấy ngày nay. Tha phản ở thỉnh tan xin nị tờ. Trái lại, ba rất lo lắng cho anh. Phản ở trái lại, tan xin lo lắng. Sô bô tiên tha sư chân tờ sàng băng mì nơ. Không chừng ba thật sự muốn giúp anh đó. Sô bô tiên không chừng. 我知道这一切都是因为我自己没本事，不管不好自己的老婆，教不好自己的孩子，我没本事把加盟店和本店都照顾好，我自己没本事行了吧？我知道这一切都是因为 Anh biết tất cả những việc này đều là bởi vì dĩ chê, tất cả mọi thứ. Wo zi ji mei bản shi, bản thân anh không có bản lĩnh. Bản shi, bản lĩnh. Wo quản bu hao zi ji de lao po, anh không quản được vợ của mình. Quản bu hao, quản không được. Jiao bu hao zi ji de hai zi, dạy không được con của mình. Jiao bu hao, dạy không được, dạy không tốt. 我没本事把加盟店和本店都照顾好. Anh không bản lĩnh trông nom tốt cửa hàng Nhượng Quyền và cửa hàng của mình. 照顾, chăm sóc, trông nom. 我自己没本事了，行了吧? Bản thân anh không có bản lĩnh, được rồi chứ? 你干嘛老爱反向思考问题呢? 事情根本就不是你想的那样。那不是这样是哪样啊? 爸这么急着交班? 他心里根本就没有我这个儿子。 哥，你也看不起我。 Nì căn mà lão ai phản xiang sư khảo vấn thí nè. Tại sao anh luôn thích suy nghĩ vấn đề theo hướng ngược lại? Căn mà làm gì? Tại sao? Lão luôn cứ ai yêu thích phản xiang hướng ngược lại sư khảo suy nghĩ. Vấn thí vấn đề. Sự chính kinh bình chứ bố sư nỉ xiang tờ na giang. Sự việc hoàn toàn không phải như anh nghĩ. Sự chính, sự việc, kinh bình, căn bản, hoàn toàn. Na giang, như thế kia. Na bố sư trơ giang, sư nà giang à. Nếu không phải vậy, là như thế nào? Ba, trơ mà chỉ trơ giao ban. Ba, nôn nóng giao như vậy. Giao ban, giao ca. Ở đây có nghĩa là giao quyền quản lý cửa hàng. Tha xin đi kinh bệnh chiêu mỹ dụ vụ cho cơ ở tự. Trong lòng ba hoàn toàn không có đứa con trai này. Xin lì trong lòng, kinh bệnh căn bản hoàn toàn ở tự con trai. Nì ya, nghĩ về khan phu chỉ vụ. Em đó, em cũng khinh dễ anh. Khan phu chỉ, khinh dễ, khi dễ. 我没有啊，我敢对天发誓，我真的没有。我说我没有资格接班，我说的都是心里话。我早就跟你说过了，我早晚要回家里去的。三宝他需要我，我们有自己的事业，我怎么可能看着自己的丈夫让他自己创业呢？ 我没有啊， em không có. 我敢对天发誓，我真的没有。 Em dám thề với trời, em thật sự không có. Tùy thiên, hướng về phía ông trời, pha sư, thề. Wo shuo, wo mei you zi ge jie ban. Em nói em không có tư cách tiếp nhận làm chủ cửa hàng.
接班人家，ở đây có nghĩa là tiếp nhận làm chủ cửa hàng. 我说的都是心里话。Những điều em nói đều là lời nói thật lòng. Xin lì hoa, lời nói trong lòng. 我早就跟你说过了。Em đã nói với anh từ lâu. 早就, sớm đã. Từ lâu đã. 我早晚要回家里去的。Sớm muộn em cũng phải trở về nhà. 早晚, sớm muộn. 三宝, tha suy giao wo. Tam bảo, anh ấy cần có em. Xu giao, cần thiết. Wo men you zi zi de shi ye. Chúng em có sự nghiệp riêng của mình. Shi ye, sự nghiệp. Wo zen me ke neng kan zhe zi zi de zhang fu. Em làm sao có thể nhìn chồng của mình. Zen me ke neng, làm sao có thể, không thể nào. Rang tha zi zi chuang ye ne. Để anh ấy tự mình lập nghiệp. Chuang ye, sáng tạo sự nghiệp, lập nghiệp. 那你刚才也没拒绝吧？你让我怎么拒绝？当着大伙的面，我让他难看，让他伤心啊！我得慢慢跟他沟通。这家里有个阿姨，我说话就已经得小心翼翼的了，这半路又杀出个你老丈人，我怎么说话都不是了。你也知道我的个性，我从来就不喜欢撒谎，我也没必要在这儿跟你浪费口舌。哥，爸要是真把本店交给你，你一个人，大嫂她又不帮你，你忙得过来吗？那你刚才也没拒绝爸呀。Lúc nãy em cũng không có từ chối ba. Chi chue, từ chối, cự tuyệt. Nì răng của chầm mà chi chue, anh bảo em từ chối thế nào? Tăng trở ta họ tờ miên, trước mặt mọi người. Tăng chấm 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 miên. Trước mặt của ai đó. Ta họ, mọi người. Wo rang tha nản khan, rang tha sang xin à. Em làm cho ba khó xử, làm cho ba đau lòng hả? Nản khan, khó xử, sang xin, đau lòng. Wo tì man man kinh tha câu thông. Em phải từ từ trao đổi với ba. Man man, từ từ, chậm chậm. Câu thông, khơi thông, trao đổi. Trơ gia lì dù cơ a dĩ. Trong nhà có một người gì? A dĩ, gì? Wo shuo hua jiu yi jing de xiao xin yi yi de le. Em nói chuyện đã phải dè dặt lắm rồi. Xiao xin yi yi, dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí. Trơ ban lu yu sa chu ke ni lao trang ren. Bỗng giữa chừng ba vợ anh xuất hiện. Ban lu, nửa đường. Giữa chừng. Sa chu, bất ngờ xuất hiện một người nào đó. Trang rỉn, ba vợ. Wo zen me shuo hua dou bu shi le. Em nói sao cũng không phải. Ni ye zhi dao wo de ge xing. Anh cũng biết cá tính của em. Ge xing, cá tính. Wo cong lai jiu bu xi huan sa huang. Em từ trước đến nay không thích nói dối. Cong lai, từ trước đến nay. Bu xi huan, không thích. Sa hoàng, nói dối, nói xạo. Wo ye mei biao zai zhe gen ni lang fei khou she. Em cũng không cần thiết phải phí lời với anh. Mei biao, không cần thiết. Lang fei, lãng phí. Khou là cái miệng, she lưỡi. Lang fei khou she, phí lời. Ge, ba yao shi zhen ba ben dian jiao gei ni. Anh, nếu như ba thật sự giao cửa hàng này cho anh. Nì ý cơ rỉnh, một mình anh. Ta sao, tha yêu bố băng nì. Chị dâu lại không giúp anh. Nì mẵng tờ cua lại mà. Anh làm có xuể không? Mẵng, bận rộn. Mẵng tờ cua lại mà. Làm có xuể không? Này, là tôi và Yu Feng的事, 用不着他操心. Tôi 告诉你, ba 早就说过, 这沈家主题迟早是我的. 那我和玉凤在厨房里辛苦了这么多年, 可结果呢? 太让人伤心了吧? Na ye shi wo gen Yu Feng de shi, đó là việc của anh và Ngọc Phượng. Yong bu zhao tha cao xin, không cần ba lo lắng. Wo gao su ni, ba zao jiu shuo guo. Anh nói cho em biết, ba đã từng nói từ lâu. Zhe shen jia zhu ti, chi zao shi wo de. Tiệm móng giò heo thẩm gia sớm muộn thuộc về anh.
迟贼早生，迟早生母。那我和玉凤在厨房里，维恩和Ngọc Phượng ở trong bếp. Xin khổ了这么多年，vất vả nhiều năm như vậy. Khờ, 结果呢? Thay răng rỉnh sang xin là bà. Nhưng kết quả thì sao? Làm cho người ta đau lòng quá. 结果, kết quả, sang xin, đau lòng. 你们现在不是有加盟店了吗？你怎么也这么说呀？那加盟店又不是爸给我的，是我和玉凤自己拼出来的。难不成你还真为了这事跟我闹别扭啊？你们现在不是有加盟店了吗？ Bây giờ chẳng phải là anh chị đã có cửa hàng nhượng quyền rồi sao? 你怎么也这么说呀？ Sao em cũng nói như vậy? 那加盟店又不是爸给我的。Cửa hàng nhượng quyền không phải là của ba cho anh. Yêu ở đây nhấn mạnh sự phủ định. Sư hồ hở duy phân sư chỉ pin chô lại tờ là của anh và Ngọc Phượng cố hết sức làm mới có được. Pin chô lại, cố hết sức làm ra. Nản phu trần thì hãy trên quy là trơ sư. Chẳng lẽ anh thật sự vì chuyện này? Nản phu trần, chả lẽ, chẳng lẽ quy là trơ sư vì việc này? Kinh của nào bê niệu ạ? Nào bê niệu, cử nữ gây gỗ. Chuẩn, 你是我妹妹，你是我亲妹妹，那我要真是飞黄腾达了，我能亏欠得了你吗？啊？那你和三宝回来吃我的喝我的，我没话讲。我今天挣的就是一口气一个面子。爸真把沈殿给了你，那别人怎么看我呀？是我的品德不好，不够孝顺，还是我鲁助理的手艺不如你？我告诉你。今天你要接了这个本店，我加盟店不做了，直接关门算了。娟儿，你是我妹妹 ，Win， em là em gái của anh。你是我亲妹妹 ，em là em gái ruột của anh。那我要真是飞黄腾达了 ，nếu như sự nghiệp của anh thăng tiến， 飞黄腾达 ，sự nghiệp thăng tiến， kinh doanh phát đạt， 我能亏欠得了你吗？Anh có thể để cho em thiệt thòi được không? Khuy chen, thiếu hụt mắc nợ, thiệt thòi. Na nỉ hở san bảo hủy lại. Em và Tam Bảo trở về. Chư wo de, khơ wo de, wo mei hua jiang. Ăn của anh, uống của anh không có gì để nói. Mei hua jiang, không có gì để nói. Wo jin tian zhen de, jiu shi yi kou qi, yi ge mian zi. Hôm nay anh tranh cãi là để vươn lên, là vì thể diện. Trân, tranh, trân y khổ chi, tranh để vươn lên, miên tự, thể diện. Ba, giao trân bả bình tiên kỳ lên nị. Nếu bà thật sự giao cửa hàng này cho em, bể rỉnh chầm ở khăn của gia, người ta sẽ nhìn anh như thế nào? Sư của tờ bình tở bủ câu hảo là phẩm chất đạo đức của anh không đủ tốt. Bình tở phẩm chất đạo đức bổ câu không đủ, bổ câu xiao xuân không đủ hiếu thuận, hại sư của lù chu thị tờ sầu y bù rủ nị, hay là tay nghề hầm giò heo của anh không bằng em, hại sư hay là lù chu thị hầm giò heo, lũ hầm kho, bù rủ không bằng, sầu y tay nghề, wo cao su nị, anh nói cho em biết. Jin tian ni yao jie le zhe ge ben dian. Hôm nay nếu em tiếp nhận cửa hàng nhà mình, jie tiếp nhận. Wo jia meng dian bu zuo le, cửa hàng nhượng quyền của anh không hoạt động nữa. Zhi jie quan men suan le, trực tiếp đóng cửa cho rồi. Zhi jie trực tiếp, suan le, cho rồi, kết thúc. Wo you mei da ying ba.哥，你给我点时间行不行啊？咱们兄妹两个有什么事情不能交流啊？非得让外人夹在咱们中间挑拨。今天这场面，咱们就不应该跟他们瞎起哄，越嚷嚷越糟。咱俩说好不就行了吗？就算爸非得坚持，那我表面跟他做做样子，对外我还说你是老板，这能折损你什么面子啊？我又没答应爸。
em không có nhận lời ba. Dù ở đây nhấn mạnh sự phủ định. Cơ, nị kỷ của tiền sử trên, xỉn của xỉn à. Anh cho em chút thời gian có được không? Chẳng mình xung mây liền cơ, dù sợ mà sư chỉnh. Hai anh em mình có việc gì? Xung mây, anh em. Bù nẫn giao liễu à, mà không thể trao đổi chứ. Giao liễu, giao lưu trao đổi. Phi tì răng quay rỉnh, phải để cho người ngoài. Quay rỉnh, người ngoài. Gia trai chả mình trung gian thèo bua, xen vào giữa gây chia rẽ. Gia xen vào, trung gian ở giữa, thèo bua, gây chia rẽ, gây xích mích. Jin thiên trơ chẳng miên, tình cảnh ngày hôm nay, chẳng miên, tình cảnh. Chẳng mình chưa bu yên cai kinh tha mình xa chỉ hôn, chúng mình không nên hù theo họ, cùng họ gây rối. Xa chỉ hôn, hù theo ai đó gây rối. Duyệt răng rằng duyệt trao, càng cãi nhau càng hỏng. Duyệt càng răng rằng cãi nhau ồn ào, trao hỏng. Chẳng là xô hào bổ chiêu xỉn là ma. Chúng ta thỏa thuận chẳng phải được rồi sao? Xô hào nói xong thỏa thuận. Chiêu xoan ba phê tỷ chen trừ, cho dù ba nhất định kiên trì. Chiêu xoan, cho dù, phê tệ, nhất định phải, chen trừ, kiên trì. Nào của biểu miên, kinh tha chua cho giang zi, thì bề ngoài em sẽ giả vờ với ba. Biểu miên, mặt bên ngoài, bề ngoài, chua cho giang zi, giả vờ. Tuy ngoài, của hải sư xô, nì sư lão bản. Đối với người ngoài, em vẫn nói anh là ông chủ. Tuy ngoài, đối ngoại. Đối với người ngoài, hải sư vẫn. Trơ nẫn trở xuẩn nhì, sớm mà men dự à. Điều này có thể làm mất thể diện của anh hả? Trở xuẩn, mất mát, mất. Men dự, thể diện. Nó gia đình không có nhì một trang mũi. Nhì bố sao, bế rằng bố sao. Nhì áo chân sư nằm tại ngoài mình là xe yên xe yên. Nó có chân mấy trở lạ. Na gia lì dù bù quan nì y trang sủi à. Trong nhà không chỉ có một cái miệng của em. Bù quan không chỉ. Y trang sủi một cái miệng. Nì bù xua, bể rỉnh bù xua ya. Em không nói, người khác không nói hả? Nì giao chân sư nam mà chai hù. Nếu anh thật sự quan tâm. Chai hù, quan tâm. Quay men tờ xỉn diễn xỉn dự. Những lời nói không có căn cứ ở bên ngoài. Quay miệng bên ngoài. Xiển diễn xiển dự. Lời nói không có căn cứ. Na, của khở trên mấy trở là. Vậy thì em thật sự hết cách. Trở, cách, biện pháp. Mấy trở là hết cách. Chuyên, nên em cũng biết. Chien Hong gắng kết hôn thời điểm, ba sử hoa bà để lưu ở nhà để trao cụ điện lý sinh ý. Nếu không phải tôi kiên quyết phản đối, ba sớm đã bà bình điện truyền cho nó. 他后来搬出去了，我爸好心好意想让爸退休，享享清福。他倒好，把这个厨房死活都不撒手。我看啊，爸的心里啊，就只有你，只有建红，根本就没有我这个儿子。娟儿，你也知道 ，Win， em cũng biết， 建红刚结婚 的时候 ，lúc kiến hoàng mới kết hôn， 爸死活要把他留在家里， 爸 nhất định muốn nó ở lại trong nhà。Sự hổ, sống chết. Ở đây có nghĩa là nhất định muốn làm gì đó. Liễu trai cha lì, lưu lại trong nhà, ở lại trong nhà. Trao cu tiên lì tờ sân gì, trông coi việc kinh doanh trong cửa hàng. Trao cu chăm sóc, trông coi sân gì, việc kinh doanh. Na giao phủ sư của trên chuyển phản tuy. Nếu như không phải là anh kiên quyết phản đối. Trên chuyển phản tuy, kiên quyết phản đối. Ba chào chưa bả bình tiên chuẩn kỳ tha là, thì ba sớm đã giao cửa hàng này cho nó rồi. Tha hâu lại ban chu chi là, sau đó nó dọn ra ngoài. Ban dọn. Wo ba hào xin hào gì, anh có lòng tốt, có ý tốt. Hào xin lòng tốt, hào gì ý tốt. Xiang răng ba thuê siêu, xiang xiang chinh phủ.
muốn ba về hưu hưởng phước thanh nhàn, thôi siêu về hưu nghỉ hưu, sẵn sàng chinh phủ hưởng phước thanh nhàn. Tha tao hảo, ba hay thật. Tao hảo hay thật ở đây có nghĩa là khen ngược, tức là chê. Bà trước cái chủ phản sự hổ tô bu xa sổ, nhất định không buông cái nhà bếp này. Sự hổ bu xa sổ, nhất định không buông tay. Wo khan ya, ba ta xin lì ya, anh thấy trong lòng ba. Chiêu chữ dấu nị, chữ dấu trên hổng, chỉ có em, chỉ có kiến hoàng. Cân bệnh chiêu mỹ dấu của trước cái ở sự, hoàn toàn không có đứa con trai này. Cân bệnh hoàn toàn, căn bản, ở sự, con trai. Ba xin lì yêu chân mình trên ở sự, ta gần mà chào như lũ chú thí, gần mà chào như sơ sơ y à. 他还让你用他的名字开那么多加盟店。哥，你别总想你没有的，你想想爸给你的行吗？他甚至说，把本店交给我，我认为都有一半是为了你，为了逸飞好。爸心里要真没你，这个儿子。Nếu trong lòng ba thật sự không có đứa con trai như anh, tha can mà treo nỉ lù chu thí, tại sao ba lại dạy anh hầm móng giò heo? Căn mà, tại sao, treo, dạy, lù tru thí, hầm móng giò heo. Căn mà, treo nỉ cho sân y à, tại sao dạy anh kinh doanh. Cho sân y, làm ăn buôn bán, kinh doanh. Hãy răng nỉ dung tha thờ miễn chứ, ba còn để cho anh dùng tên của ba. Khai năm mà tua cha mẫn tiền, mở nhiều cửa hàng những quyền như thế. Cưa, nì bỉa chủng xiềng nì mỹ dầu tờ, anh đừng luôn nghĩ anh không có gì. Nì xiềng xiềng ba kể nì tờ xiển ma, anh nghĩ những thứ mà ba đã cho anh được không? Tha sân chư xua bả bình tiên giao kể quả, thậm chí ba còn nói giao cửa hàng cho em. Sân chư thậm chí, quả rên quỷ tôi dầu dĩ ban sư quê là nì quê là y phê hảo. Em cho rằng có một nửa là vì tốt cho anh, tốt cho nhất phi. Rên quỷ cho rằng dĩ ban một nửa. Xin tôi một lần, được không? Nên là anh vẫn nghĩ đại tẩu thằng ba nói là tôi có lý. Anh đừng trách tôi quá lo lắng. Thay vì lo lắng tôi cướp được vị trí của anh, anh hãy nhớ lưu tâm lưu tâm đại tẩu thằng ba. Gì mà phong ba đậu à, bán quá khứ của chú thịt à? Anh làm những việc này, chắc chắn đã phá hỏng danh hiệu của nhà mình. 他这回回来，咱家又没平静的日子可过了。我就是担心啊，我给你提个醒，你要是不相信，就当我没说过。你 信 我 一次 行 不 行 ？Anh tin em một lần có được không? Xin tin 一次 một lần. Nản tao thì hãy rên quỷ. Chẳng lẽ anh cũng cho rằng? Nản tao chẳng lẽ? Chả lẽ ta xạo tha ba xua tờ hoa bí của dầu tao lị. Lời nói của ba chị dâu có đạo lý hơn lời nói của em. Bị so với hơn. Tao lị đạo lý, lý lẽ. Nì bé quay quà xa thao xin à. Anh đừng trách em lo lắng vớ vẩn. Quay trách xa thao xin lo lắng vớ vẩn, lo lắng chuyện không đâu. Nì dù chỉ tan xin của chẳng là nì tờ quê tử, nì hãy bù rủ tô liễu xin ta xảo tha ba nè. Chỉ bằng chú ý ba của chị dâu nhiều hơn, còn hơn là lo lắng em tranh giành chỗ của anh. Chẳng, giành giật, quê tử, chỗ, vị trí, liễu xin, lưu tâm, để ý, chú ý. Dù chỉ, chấm chấm chấm, bù rủ, chấm chấm chấm, có nghĩa là thà rằng, thà, chi bằng, chấm chấm chấm, còn hơn, chấm chấm chấm. Hành động phía sau từ dù chỉ không bằng hành động phía sau từ pu rủ. Hay nói cách khác, người nói cho rằng hành động phía sau pu rủ hay hơn hành động phía sau từ dù chỉ. Ví dụ, dù chỉ trơ giang cho gì tai bi, pu rủ sẵn ban phả, bài thô khuân chinh. Chỉ bằng nghĩ cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, còn hơn là ngồi chờ chết như vậy. Sấm mà phân ba tô à, nào là bỏ đậu bả, phân đặt để bỏ,
卖过期的猪蹄啊，bán móng giò heo hết hạn sử dụng. Mai bán, quá chi quá hạn hết hạn sử dụng. Tha cho tờ chơ xe sư, những việc của ông ấy làm, chơ xe sư những việc này. Cha tiền bả của mình treo tờ trao phải kỳ trả là suýt chút nữa đập vỡ bảng hiệu của nhà chúng ta. Cha tiền suýt chút nữa trao phải bảng hiệu trả đập. Tha trơ hủy hủy lại, lần này ông ấy trở về đây. Chán cha yêu mỹ phỉnh chinh từ rư tự khở cua là nhà chúng ta lại không có ngày tháng yên bình để mà sinh sống nữa rồi. Phỉnh chinh, yên bình, bình lặng. Rư tự, ngày tháng, thời gian. Phỉnh chinh từ rư tự, ngày tháng yên bình. Cua, sinh sống, trải qua. Wo chiêu sư tan xin, em chỉ lo lắng. Wo kỷ nì thỉ cơ xịn, em nhắc nhở anh. Thỉ xịn, nhắc nhở. Nì giao sư bu xiang xin, chiêu tăng của mỹ số cô. Nếu như anh không tin em, thì coi như em chưa từng nói. Xiang xin, tin tưởng. Tăng, coi như, xem như. Xong rồi, xong rồi. Thả những cái 毛病, tôi biết anh rõ. Xỉn là xỉn là. Tha na xe mạo biên. Được rồi, những tật xấu của ba vợ anh. Mạo tiên, tật, tật xấu. Wo bi ni qing chu, anh rõ hơn em. Hoa Châu chứ đà, wo ge mei na me er. Ni you gen ba duo jiao liu jiao liu, bie lao gen ta yin peng yin. Shi neng dou zhi, bu neng dou qi, hai de gen ta pin nai xing. 你别那么着急嘛，我说了，这个本店我说不接就是不接，真的，你不信咱俩拉勾勾。无聊不无聊，都多大了还搞这个，我先回去。哎，那你不准跟我生气了，不准跟爸嚷嚷惹爸生气，听到没有？走吧。我就知道我哥没那么二。Em biết anh của em không có ngốc như thế. Mỹ Nam R ở đây có nghĩa là không có ngốc như thế. Nì chiêu kinh ba tua treo liễu treo liễu. Anh nên giao lưu trao đổi với ba nhiều hơn. Treo liễu giao lưu trao đổi. Bỉa lão kinh tham yên phân yên. Đừng cứ đối đầu với ba. Lão cứ yên phân yên cứng đụng với cứng. Trừ nẫn tô trư. Cô nẫn tô chi, chỉ có thể đấu trí, không thể tranh cãi gây gắt. Hải tề kinh tha pin nai xin, còn phải cố nhẫn nại với ba nữa. Pin nai xin, cố nhẫn nại. Nì bỉa nam mà trảo chỉ mà, anh đừng nôn nóng như vậy mà. Wo shuo la, em nói rồi. Zhe ge ben dian bu jie, jiu shi bu jie. Cửa hàng này em không tiếp nhận là không tiếp nhận. Trên tờ, thật đó. Bú xin chẳng lẽ la câu câu. Không tin chúng mình móc ngoéo. Ủ liễu, bú ủ liễu, vô vị hay không? Ủ liễu, buồn, chán, vô vị. Tô tô ta là, hãy cạo trơ cơ. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm trò này. Tô ta, bao nhiêu tuổi? Cạo trơ cơ, làm trò này. Wo xin hủy chi là, anh đi về trước đây. Na thì bu chuẩn kinh hùa sân chi là. Vậy anh không được dẫn em. Bu chuẩn không được phép. Sân chi giận tức giận. Bu chuẩn kinh ba răng răng. Rờ ba sân chi. Không được cãi cọ ồn ào với ba. Chọc ba tức giận. Răng răng cãi cọ ồn ào. Rờ chọc. Thiên tao mẹ dọ. Có nghe không? Thiên tao nghe thấy. Xỉn là được rồi. Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 42 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Chào chiên.